Hai xin chào anh em đã quay trở lại với channel T Game. Ok, anh em chúng ta lại gặp nhau ở combo lục địa Loren anh em ạ. Và lời đầu tiên thì mình cho mình xin chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn đến với anh em nha. Ok anh em, mình nghĩ là một trong những vấn đề mà anh em có những nhiều rất nhiều anh em kiểu giống như là quên cái cách để mà ghép cánh, cũng như là những anh em mà dạng mới chơi á, mò miết cũng không biết cái đường nào để ghép cánh đúng không? Ok, rồi hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em nhanh gắn gọn luôn, xúc tích ha, để anh em dễ hiểu nhất có thể. Ok anh em. Rồi trước hết thì anh em có thể chạy qua bằng bên Noria ha. Hình như là cũng có một số map là cũng có cái khứa trao này anh em ạ, trao Rubin này nè. Ấy cũng có thể ghép được ha. Ok. Nhưng mà việc đầu tiên thì anh em sẽ quay cho mình cái vũ khí trao cái đã. Ok. Giống như hiện tại đây là mình đã có một vũ khí trao nè. À. Còn mấy cái nguyên liệu này, mấy nguyên liệu này để anh em có thể bỏ vào ghép nè. Còn hiện tại là cái này là vũ khí trao rồi nha anh em, vũ khí trao nè. Đó. Cùng hai cái bốn tính năng cộng một rồi. Đó, nó chỉ cần cái này và một trong những cái món này bỏ vào là nó có thể ra vũ khí trao anh em ạ. Nhưng mà hiện tại mình đã có vũ khí trao rồi. Nên mình sẽ không có ghép nữa ha. Ok. Nó cần rồi tới qua phần quay cánh nè. Đó, quay cánh thì nó cần là một ngọc hỗn nguyên là cái này nè. Còn cái vũ khí trao, đó cộng 4 tính năng. Cộng 11. Ok. Cộng 4 là khi mà anh em cường hóa lên nó cộng 4, để mình vô đây nè để cho anh em coi nha. Nè. Giống như hiện tại đây là cái món này cũng là vũ khí trao nè. Cái món này cũng là vũ khí trao nè. Cái món này cũng vũ khí trao nè. Đó, nhưng mà cái này là mình đã đá lên cộng 4 anh em ạ. Mình đã đá lên cộng 4 ha. Nè, để cho anh em xem nè. Đó. Anh em thấy không? Cái này là cộng 4 nè. Cộng 4 như thế này thì mình mới bỏ vào để mình ghép cánh được nha anh em. Ghép cánh đời 1 ha. Hiện tại là ghép cánh đời 1 thôi. Chứ còn anh em hiện tại anh em thấy cây cung nè, nó chỉ cái lộn cái trượng này nó chỉ cộng một thôi nè, cây cung này nó cộng không nè. Đó, bắt buộc anh em phải đá nó lên ha. Đây là vũ khí dao nè, ba món này là vũ khí dao nè, thì anh em cứ đá nó lên cộng 4 trước đã thì anh em mới quay được ha. Ok, để thôi anh em cứ thắc mắc. Ok rồi, xong tới qua cái phần quay cánh nè. Đó, quay cánh ha, quay cánh cấp 1, cấp 2. Đó, cấp 1 nè, cấp 1 thì nó cần như đây đây, vũ khí trao cộng 4 nè, nào hiện tại mình đã có nè. Đó. Còn những cái đồ cấp 2 đồ này nọ thì anh em cũng có thể thấy nè, anh em đọc ở đây nè thì anh em sẽ hiểu liền à. Đó. Cộng 7 này là cái cường hóa cộng 7 này mà, cộng 4 là cộng 4 nè. Đó. Những thứ trên đây cũng vậy. À, cái này thì nó cần cánh cấp 2 đồ này nọ thôi. Đó, ngọc sáng tạo nè, đá quỷ vương 1 nè. Nói chung cho dần dần thì anh em sẽ quen lại hết à. Còn mà dạng những anh em mà dạng như mới lần đầu để mà chơi á thì chắc mình nghĩ cũng hơi lộn cộng tí đúng không? Ok, bỏ vào để quất anh em à. Đặt vào ha. Còn mà nó lên được hay không á, đó là cái vấn đề mà anh em có đẹp trai hay không nữa. Chứ mình thấy là cũng rất nhiều anh em nhỏ nha. Ghép nhiều khi nó không ra được cái cánh của mình. Để coi. Nó bao nhiêu phần trăm? Tỷ lệ thành công nó chỉ có 36% thôi anh em à. Đấy. Bây giờ mà quay mất mất đi 1 triệu yen nè. Đấy. Và mất hai món này nữa anh em ạ. Ok. Bỏ lại anh em ơi, nhấp nhử lên cái coi. Đấy. Chứ nó cũng cũng dở dở hơn lắm anh em ạ. Ok. Cái việc mà chúng ta vậy mà chúng ta lụm được đồ mà để chúng ta ghép đồ nó phê thôi rồi anh em ạ. Còn nếu mà anh em bỏ tiền ra để mà anh em mua để mà ghép á thì nó không phê bằng nha, đúng không? Thực sự cái cảm giác mà mình chơi game nó thích thú á là cái đó anh em à. Ok, nói nhiều không bằng làm liều, thì mình cũng bem nó luôn thử nha anh em. Bem thử nha. Thử coi nó lên hay không nha. Hiện tại mình đang thiếu cánh DK này mà. Đu ngay cánh ác quỷ luôn, ghê chứ anh em à. Quá chứ. Xịn xịn mịn luôn. Rồi cánh rồi, nè. Ngon em à. Nói chung cái ốp này, hai ốp này thì nó cũng bình thường thôi, có một cái ốp này là ngon thôi. Đấy. Vãi của cái này mà. Đấy. Mình 180 mình mới đeo cánh được anh em à. Vãi, đúng là hay không bằng hên thiệt chứ. Đúng là hay không bằng hên anh em à. Đấy. Đủ thiếu điểm sức mạnh nè. Tôi cái kiếm là thiếu điểm sức mạnh. Ok. Lên level 180 thì mình mới đeo lại được cái cánh anh em ạ. Chơi hôm qua nay thì cũng khá là bận rộn, nói chung là bản test thì mình cũng không muốn cày nhiều anh em ạ. Nhưng mà cũng phải chơi, giống như chơi cho đỡ ghiền chứ luôn bu thấy bà nhà đủ thứ việc hết.
nhà bao Việt ấy. Rồi ok, nói chung cái video này thì mình làm tới đây đó, thì anh em có thể hiểu được là cái vấn đề mà nó ghép cánh là như thế nào ha. Ok anh em, nó khá đơn giản thôi đấy, nó khá đơn giản là anh em chơi từ từ anh em sẽ quen lại hết à. Nhưng mà mình thấy hiện tại là anh em có thể thấy được cái tỷ lệ mà người có cánh được nó rất là ít phải không đấy. Vì vậy mà bây giờ anh em có được một cái đôi cánh để mà bay thôi là anh em thấy cũng tới công chuyện rồi, nhức nách à. Ủa sao nó ao rồi à, chắc ông anh ông vô quá. Đúng rồi, ông anh ông đang vô anh em à. Tại hiện tại mình đang chơi một cái acc này chung với một ông anh luôn, biết sao, tại vì ổng cũng bận mà mình cũng bận, thì thành ra hai anh em chia ra cái thời gian anh em à, chơi mỗi người chơi một chút, mỗi người chơi một chút vậy đó, nó thoải mái hơn ấy. Nhiều khi một mình chơi cũng được nhưng mà mình cài nó mệt anh em hiểu không, thay vì mình để thời gian đó dành cho vợ con gia đình đồ này nọ chứ cắm đầu vô game mình. Nhiều nhiều lúc mà mình làm YouTube thì bắt buộc mình phải cày rồi, nhưng mà đôi khi cày quá thì nó cũng không hợp lý đâu anh em à. Theo mình cảm giác vậy nha, mình biết được gì mình sẽ lên review hay quay để cho anh em xem thôi, chứ còn mà bây giờ cắm đầu vô cái game thì nó nhức mắt nhức mũi quá ấy. Bởi vậy mình cũng khuyên anh em luôn, mình nghĩ anh em chơi nên cảm giác cứ giải trí gì trên hết, anh em cảm giác mà chơi nó thoải mái, chơi mà nó không ràng buộc, nó không có mệt mỏi sức khỏe, không mệt mỏi đầu óc ấy, thì chơi. Còn mà chơi mà cảm thấy mà thấy mệt mỏi thì tốt nhất là đi ngủ anh em à. Treo ớt đi ngủ đấy, như vậy là mình sẽ có một cuộc sống nó thoải mái hơn, vừa có niềm vui trong game mà cũng có vừa niềm vui những người xung quanh mình nữa anh em à. Ok, đó là một số ý kiến của mình ha. Ok anh em, rồi cái video mà ghép cánh của mình cũng xong rồi, đủ hên vãi này mà tự nhiên quay cái ra lung mới ghê chứ. Ok rồi, mình cũng sẽ kết thúc video tại đây, hẹn gặp anh em ở video tiếp theo của mình nha. Nếu anh em có ý kiến hay để lại phần comment dưới kênh, ủng hộ mình hay để like một subscribe nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Ok, nhưng mà mình cũng phải đợi thêm mấy giây nữa anh em à. Đấy, anh em biết không, biết là sao phải đợi mấy giây không? Đấy, phải đợi cho nó đủ 8 giây anh em à. Tại 8 giây thì đăng video lên thì YouTube nó đề xuất nhiều hơn tí. Chứ còn không thì nó không đề xuất mạnh cho lắm, nó kiểu giống như là mình làm video ngắn quá thì YouTube nó nghĩ ơi thằng này làm video ngắn quá, nội dung chắc không truyền tải hết kiểu vậy. YouTube nó cũng điếm lắm anh em. Ok, hiện tại ông anh mình đang vô trong game rồi anh em à. Ok, nhắn tin cục 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 đấy. Ok rồi, thôi mình cũng sẽ kết thúc đây, nó vừa đủ dây thì mình sẽ kết thúc ha. Bye bye anh em.